thiệu đây là con cá trai à. Đây con cá trai đây, đặc sản đấy. Đây đuôi ngắn đuôi dài à, cá này đuôi ngắn nữa à. Đây con cá trai. Một miếng hay à, miếng đẹp 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 á, giống miếng ếch không? Đây là con cá trai. Để chú cháu ở đây làm gì đây? Chơi. Quay đường với họ thấy con cá to lắm. Đấy nhỏ mà. Con này dài khoảng 15 phân cũng 15 phân. 15 17 phân vậy đó. Nhỏ to trong tay gân này cho thị vậy video này nhá, để miếng mắt này vậy ai hả nhá, bún này góc cần này rõ ràng nhá. Đó con cá trai đấy.